kênh của mình, kênh DJ 868. Hôm nay mình đi đường gặp cái sông ngon như này đó. Đấy, mình về ăn này đó. Sông ngon chưa anh em? Ngoan cho mọi người đấy, nếp với mọi người quá trời sung rồi. Đó, cái sùng tiếp ngoan cho anh em. Đây này, sùng ngoan chưa? Xong này về muối ăn ngon lắm anh em. Luộc chấm ăn muối ớt ngon lắm. Quá thịt quả luôn. Anh em nhá, gia vị để chuẩn bị muối sung anh em này, đấy, tỏi giã này, giường này, ớt sắt này, đấy. Để cái nồi nước sôi, bình nước sôi mình nước sôi để nguội mình cho vào cái bình thủy tinh nha anh em này. Đấy. Nó đảm bảo vệ sinh, đấy. Chút mình cho gia vị ngọt đường muối vào đây, đấy. Để 3 ngày là ăn được. Anh em sung mình đã sơ chế mình ngâm này, đấy đang ngâm nửa tiếng rồi nó đục này là rửa ra đó anh em. Đó, ngâm xong khoảng một tiếng nữa mình vớt ra rửa sạch sẽ để ráo nước rồi mới cho vào cái lọ thủy tinh muối anh em. Đấy, sung nếp rất là ngon anh em này. Đấy, đấy sung nếp đấy ngon chưa đó. Đấy, sung rất ngon anh em. Này muối ăn rất ngon đấy. Đấy, nó rượu ra đục nước luôn đấy anh em. Vớt ra rồi anh em, đấy. Để khô ráo rồi đấy. Chút mình cho vào cái lọ thủy tinh muối anh em, đây. Cái lọ thủy tinh mình mới sôi để nguội đây. Ngoài một ngọt muối đường rồi rồi. Đấy, gia vị đây, tí mình đỏ lại nhá anh em. Đó. Ớt, tỏi, giềng, giã này, bằm, phải bằm này. Đấy. Chút mình cho vào cái lọ này là mình muối 3 ngày ăn được anh em. Đấy, mình để lên thoáng mát. Sừng rất là ngon anh em này. Đấy. Không ngờ được mọi người, đấy. Đấy, còn xanh nguyên này đấy. Mà xanh lắm. Đó, 3 ngày sau ăn rất là ngon, nó vàng rất là ngon. Đây, nhú mì nó muối 3 ngày sau này, con này rất là này. Trông rất là ngon này anh em. Đấy, nó vàng ươm. Đấy. Rất là ngon anh em. Đấy. Đây, ở đây là hũ mới muối này, đấy. Mình ăn thử cho anh em xem nhé, đây nó vàng ươm này.
đấy, giòn ngon, chua chua chát chát, ăn rất là tốt cho sức khỏe. Đây quả xanh xanh ăn thử cho anh em thấy nhá, cái quả này quả xanh này, đấy, chưa chín đấy, mới muối này nó cho lên men chưa chua được, cũng còn chát lắm. 3 ngày sau thì nó vàng như này đấy, đấy vàng này ăn rất là ngon anh em, chua chát chát rất là ngon. Em cũng 3 ngày rất là ngon. Rất là ngon này em. Cái hũ muối vừa xong thì nó còn xanh lắm. Đó. Đây, cái hũ muối 3 ngày trước thì nó vàng ươm. Đấy, ăn rất là ngon. Anh em nào nếu mà ăn không hết thì để trong tủ lạnh, lúc xong mình cho vào cái lọ nhựa đó mình để trong tủ mát, trong tủ lạnh ngăn mát ăn rất là lâu là ngon đấy, ăn rất là giòn ngon đấy. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Anh em nào yêu quý kênh của mình thì nhấn nút này, đăng ký này, nhấn quả chuông để theo dõi những clip mới hàng ngày nhá. Rồi, xin chào tất cả mọi người.